Xin chào anh em đã quay trở lại với Thinh View và mình là Hưng Khúc Cổng kết nối USB thì anh em đã quá là quen thuộc rồi Thế thì còn USB không dây thì sao? Nghe lạ đúng không? Nhưng mà nó có đấy nhá Thậm chí giờ đây là một giao thức chính thức được phát triển bởi tổ chức USB AF Đây là tổ chức phát triển mọi loại USB hiện nay Và thiết bị nào mà muốn sử dụng những kết nối của họ thì phải được sự đồng ý và cấp phép và USB không dây thì nó cũng có thể kết nối các thiết bị như là bàn phím, chuột, máy in với cả máy tính và tất nhiên giờ nó cũng có khả năng truyền file với tốc độ như là USB có dây 2.0 đang rất phổ biến ở trên laptop hay là trên PC hiện nay. Vậy thì USB không dây nó là cái gì? Nghe nó hay thế nhưng mà tại sao đến bây giờ nó vẫn chưa phổ biến nhỉ? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả anh em nhá. À, bật mí trước với cả anh em rằng là cái công nghệ của USB không dây này chính là nằm trong con chip U1 mà Apple đang sử dụng rất là rộng rãi luôn. Rồi, đầu tiên thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu xem rằng là USB không dây nó là cái gì thì với các bạn USB không dây nó được phát triển dựa trên công nghệ Ultra Wideband đây là một công nghệ nằm trên con chip U1 mà Apple đang sử dụng trên chiếc iPhone từ thế iPhone 11 trở đi mình cũng sẽ có video chia sẻ kỹ hơn về công nghệ Ultra Wideband này sau nhưng mà về bản chất thì nó cũng khá là tương tự so với cả Wi-Fi hay là Bluetooth tức là chúng cũng đều sử dụng giao tiếp không dây sử dụng sóng vô tuyến à, tuy nhiên cái điểm khác biệt của Ultra Wideband ấy, đó chính là nó hoạt động trên giải tần số là cực kỳ rộng và từ đó nó sẽ có hai điểm lợi chính Điểm lợi thứ nhất ấy, đó chỉ là một thiết bị phát ultra wideband, nó gửi hàng tỷ xung vô tuyến, sau đó nó sẽ chuyển các sung thành dữ liệu, nên nó vừa có thể là truyền dữ liệu với tốc độ rất là cao nếu như các thiết bị ở gần nhau. Và đồng thời thì nó cũng vừa có thể là định vị chính xác vị trí của các vật thể theo thời gian thực, bởi vì nó có thể là gửi lên đến hàng tỷ xung mỗi giây mà. Nó giống như cách những con rơi sử dụng tiếng vang để mà định vị môi trường xung quanh của chúng Thì tương tự, sung Ultra Wideband có thể là được sử dụng để mà cảm nhận khoảng cách giữa hai thiết bị Bằng cơ chế Time of flight, Tức là đo thời gian cần thiết để mà một sung đi từ điểm A tới điểm B thời gian tác động càng ngắn thì phép đo khoảng cách nó càng chính xác hơn điểm lợi số 2 của công nghệ ultra wideband ấy thực ra là ba rồi bởi vì cái trước là nó một công đôi việc rồi cái điểm lợi số 3 ấy đó chính là nó cực kỳ tiết kiệm năng lượng nên là gần như nó có thể ở mọi loại thiết bị từ di động máy tính cho đến những thiết bị kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh như này bởi nó đâu có tốn quá nhiều năng lượng đâu. Và theo lý thuyết thì một chiếc laptop mà được trang bị công nghệ Ultra Wideband thì nó có thể là kết nối lên đến là cùng một lúc 127 thiết bị ngoại vi và một ngày nào đó thì laptop của anh em sẽ không còn những cổng kết nối lỗ chỗ ở hai cạnh bên như là bây giờ nữa. Thực ra thì công nghệ Ultra Wideband này nó hoàn toàn là không mới. Nó chính là công nghệ bên trong những con chip U1 để mà giúp cho những chiếc iPhone định vị thiết bị một cách chính xác hơn. Rồi sau đó thì anh em có thể là airdrop nhanh hơn hay là nó cũng được áp dụng vào những chiếc e để mà giúp cho anh em tìm kiếm định vị một cách chính xác hơn ở khoảng cách dù rất là ngắn. Còn về mặt tốc độ truyền dữ liệu thì rất là đáng ngạc nhiên, đó chính là những thiết bị công nghệ mà được tích hợp công nghệ Ultra Wideband à, được ra mắt vào năm 2007 thì nó đã có tốc độ lên đến là 480 mb trên giây ở khoảng cách là 3 m. Nó hoàn toàn giống hệt so với chuẩn USB 2.0 ở trên rất là nhiều những mẫu laptop hiện nay và nó vẫn có tốc độ lên đến là 110 megabit trên giây ở khoảng cách là 10 m Ngoài ra thì nó cũng có khả năng xuyên tường rất là tốt tương tự như là wifi bởi vì băng tần của nó hoạt động rất là rộng từ 3.1 GHz lên đến là 10.6 GHz. Điều đó đồng nghĩa với việc rằng là anh em hoàn toàn có thể kết nối với cả những thiết bị ngoại vi ở bên phòng khác. Ví dụ như điều khiển một chiếc máy in ở phòng bên kia bằng chiếc MacBook này chẳng hạn. Hay là đối với cả những thiết bị ở gần thì anh em cũng có thể xuất hình ảnh lên màn hình mà không cần phải là thông qua một cái sợi cáp HDMI to đùng to đoảng nữa hay là chẳng nói đâu xa chứ nếu như mà laptop và điện thoại đều tích hợp công nghệ ultra wideband ấy thì việc truyền dữ liệu bây giờ nó sẽ dễ như bỡn hay là khi mà anh em chụp ảnh hoặc là quay phim đi thì anh em cũng sẽ không cần phải có những chiếc thẻ nhớ to đùng to đoàng nữa bởi vì khi mà anh em chụp xong thì nó sẽ được truyền dữ liệu vào cái box ở ngay trong cặp được tích hợp công nghệ ultra wideband rõ ràng là với những công nghệ xịn sò và tính ứng dụng cao như vậy thì đáng lý ra rằng usb không dây nó phải phát triển mạnh mẽ lắm rồi chứ nhưng mà tại sao bây giờ nó vẫn chưa được phổ cập trên những thiết bị mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày như là máy tính, chuột hay là bàn phím? Thực tế giờ đã có rất là nhiều ông lớn lao vào nhằm phổ cập Ultra Ben ví dụ như là HP, Intel, Microsoft, Samsung, toàn là những ông to ngồi đây như làm sự đảm bảo về công nghệ này và đến bây giờ thì uh, vẫn chưa đến đâu cả. Lý do đầu tiên mà chuẩn USB không dây này nó rất là chậm phát triển ấy, đó chỉ là quy trình kiểm duyệt rất phức tạp từ chính phủ về các giải băng tần được sử dụng. Dù có thể là sử dụng trong giải băng tần nó rất là rộng, nhưng mà các nhà sản xuất công nghệ phải được sự cấp phép từ chính phủ để mà sử dụng những giải băng tần nhất định. À, và cái sự cấp phép này nó sẽ rất là mất thời gian nó tương tự như ở những thiết bị mới bây giờ à, những chiếc laptop gaming mình mới hay là những chiếc máy Mac mới được trang bị công nghệ Wi-Fi 6E thì ở trên cái công nghệ Wi-Fi 6E này nó được bổ sung thêm giải băng tần là 6 GHz tuy nhiên là tại Việt Nam cũng như là tại rất là nhiều các nước trên thế giới thì vẫn chưa cấp phép cho cái băng tần 6 GHz này nên là nếu như mà anh em sử dụng những thiết bị mới mà có Wi-Fi 6E thì nó sẽ chỉ như Wi-Fi 6 ở thời điểm hiện tại mà thôi. Và chính bởi vì nó rất mất thời gian nên là cái chuẩn USB không dây cũng như là công nghệ Ultra Wideband nó đã bị chậm chân so với cả Bluetooth cũng như là Wi-Fi. Những tiện ích mà Ultra Wideband có thể làm được ấy, thì bây giờ Bluetooth cũng như là Wi-Fi nó đã có thể là xử lý được rồi. Giả sử trường hợp kết nối máy tính với cả máy in đi thì bây giờ đa số các sản phẩm đã sử dụng công nghệ Wi-Fi Direct để mà có tầm phủ sóng là cao hơn. Hay là một cái ví dụ nữa đó chỉ là nếu như mà USB không dây có thể hữu ích đối với cả những chiếc ổ cứng đi thì bây giờ những công nghệ lưu trữ đám mây nó cũng đã rất phổ biến rồi và nó cũng có tốc độ rất là cao rồi như là Google Drive hay là OneDrive của Microsoft cũng có tốc độ rất là ngon rồi và một điều cuối cùng cũng rất là quan trọng nữa đó chính là chuẩn USB không dây nó sẽ làm nâng giá thành của rất là nhiều sản phẩm lên À, bởi vì như anh em thấy thì bluetooth hay wifi nó đã phát triển từ rất là lâu rồi và nó được tích hợp sẵn như là một cái rất là bình thường trên các thiết bị công nghệ rồi còn nếu như mà muốn sử dụng công nghệ ultra wideband thì các nhà sản xuất sẽ phải tích hợp thêm con chip này bên trong tất cả những thiết bị của họ bao gồm là laptop này rồi à, đồng hồ thông minh tai nghe hay là cho đến cả những thiết bị tìm kiếm như kiểu là AirTag chẳng hạn đấy nói chưa thiết bị nào cũng sẽ phải có những con chip này được tích hợp thì mới có thể kết nối được uh, với nhau nói chung thì uh, dù chuẩn USB không dây này nó còn có rất nhiều rào cản nhưng mà mình vẫn hy vọng rằng là nó sẽ phát triển và khả năng già trong tương lai thì sẽ có một số những cái hướng phát triển cho chuẩn USB không dây cũng như là công nghệ ultraband ví dụ như là uh, điều khiển từ xa những cái thiết bị khóa như là khóa cửa hay là khóa ô tô chẳng hạn hay là những thiết bị định vị chính xác này hay là những thiết bị truyền dữ liệu chẳng hạn rồi và đó chính là chuẩn USB không dây Và theo mình thì đây là một công nghệ nó rất hấp dẫn Nhưng mà nó lại không được sinh ra đúng thời điểm Nó như là kiểu Neymar được sinh ra đúng thời của Messi với Ronaldo vậy Ok vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại